Chào các bạn, nay mình tiếp tục đi câu cá đó các bạn ơi. Anh Chí nè, anh Chí là siêu đá thủ đây các bạn. Đây, mình đi câu cá các bạn ơi. Đường này đi ra đây, đoạn đường quen thuộc rồi đi ra câu cá, bữa nay câu cá xong các bạn ơi. Đây là các bạn, đoạn đường đây là đi ra chỗ câu đây các bạn. Quá xa không các bạn? Này cũng gần nhà chứ không có xa gì. Đây là cái lỗ đây là mình máy móc đây các bạn. Đây bên đây mình câu cá xong. Đây cái gạch này các bạn. Đó. Cầu đây cầu qua rồi để đi ra ngoài ngoài nữa. Hết biết gạch lục bình không các bạn? Đó dài tới ngoài luôn, đó là ra lộ chính. Đường này ra lộ chính rồi nè. Gạch giờ quá xá lục bình rồi các bạn ơi. Thôi để mình thả cần nha các bạn. Đây cái lỗ mình móc nãy giờ đây các bạn. Xuống cần các bạn ơi. Dính này Chí ơi. Ừ. Lên cá các bạn ơi. Quá trời công câu luôn rồi. Ô quá. Quá đã. Đừng con ơi. Lên cá anh Chí ơi. Rồi gãy cá các bạn ơi. Gãy cá các bạn ơi. Wow, quá rồi. Đây. Móc má đào không. Đứng ngắt kìa. Quá xa. Đó. Quá xa quá xa. Quá đã anh Chí ơi. Hết biết cá. Hết biết cá ngon. Bỏ bọc các bạn ơi. Rồi bỏ bọc các bạn ơi. Đây vô bọc. Mình chuyên gia chơi bọc không à. Đó. Rồi mình tiếp tục. Cảm ơn đại ơi. Lỗ kia dính con à. Mới móc lại lỗ mới nè. Còn cái chê là phải vậy đó. Móc đủ thứ lỗ chừng. Nhóc lỗ chừng á. Hết lỗ này tới lỗ kia. Chỗ ở anh con hai con, chỗ ở anh con hai con à. Đó, nó ghĩa ghĩa. Miết, giật, giật dính. Trời, trời ơi. Trời ơi tức. Trời ơi cái kìa. Người ta trái các bạn ơi, chứ quốc. Trời ơi. Để mình đổi tay. Lỗ này có, máy móc là thấy có rồi. Giờ cũng biết nghĩ vậy đó mà giờ cũng không chắc. Vậy tay trái nó cản này nữa nè. Cản gì cản. Chính này. Chính này lại đầy phui rồi. Cá chạy tới Quế rồi. Lại ăn nữa hả? Chạy nó mau. Chạy con cá là nó tưởng nó gấp cùng mồi chạy mấy con cá kia rượt theo. Cá to à. Nhỏ. Nhỏ đồng nhỏ. Vượt nhẹ hiểu. Nhẹ đâu. Tại vượt vượt nó mới nhẹ đó. Mới vượt chúng là nó nặng rồi. Vô xin băng keo á, tao quấn cái giò lại nè, vòng vòng mấy giò lại. Quấn bề dính ra ngoài á, cho nó đu vô dính.
hết ăn rồi đó. Con này dãy đi móc ổ khác rồi đó. Cái gì mà giật cho chặt múc lúc cái trái về cái nó cỏ thế này đây nè. Cái trái gì nó tìm bài kìa. Mình đụng gì em Minh? Đụng đâu? Nó đụng rồi. Vuột nó chạy rồi, dễ gì nó ở đây. Để mình nhấp nhấp lại thử coi sao các bạn. Ổn quá các bạn ơi. Đấy. Ai nói? Ai nói không ạ? Thử đi. Cho tao nó không bu. Kìa. Dứt dinh. Trời ơi. Mấy ông làm quá để tao căng dây chứ. Căng dây câu cò. thôi không được rồi, lượm ơi. Trời ơi, câu cò. Cảm ơn lại các bạn ơi. Tức quá các bạn ơi. Tức quá rồi, hai phát rồi. Cá này nó có quấn liền chứ không sao. Vậy đó. Giờ không vậy. Nó bất tiêu luôn vậy nè. Là bốn con người kìa. Để thừa. Cái gì nữa? Nãy giật tay trái hả? Nãy giật tay trái này ta mặc nó thừa bốn con người. Trời nó thừa các bạn ơi. Được rồi. Cũng ăn lại hả? Tự nhiên lại lại cái bỏ trời. Nhát rồi. Nó. Dứt. Trời ơi, thôi không yêu rồi. Không yêu rồi. Thôi. Chạy xe lại làm giật mình chứ. Thôi không yêu rồi. Cái lô này không chừng kiểu này chắc chết rồi. Đây ra móc được bài rồi. Nhấp rồi lại ăn nữa. Xuống cần lại các bạn ơi. Rồi. Giật đi. Giật đi. Thôi câu thành câu cò luôn. Chứ không còn câu cá nữa. Bắt con cá này cái mới được. Nó trời cá này nó quỷ rồi các bạn. Khô quá. Làm như cái hơi sâu. Hơi sâu gì? Thải cái lưỡi câu hơi sâu. Đang không tịch. Hơi sâu. Chỗ này sâu lắm chứ bộ. Sâu thì sâu, thở gấu không đụng chứ. Đâu đụng được. Nó ăn thì nó lâu. Không có lị phao không. Thôi đừng nói thừa. Chờ cá gô. Dám gì lắm à. Vậy như hiều không có máng đâu. Chờ cá gô. Không rồi các bạn ơi. Dính này các bạn ơi. Dính này các bạn ơi. Câu lên cá các bạn ơi. Câu mình câu luôn rồi. Còn gì nữa? Mình câu. Lên đầu. Cái gì? Lên. Đó. Đây. Đây cá bị lớn này. Bị lớn được chưa? Được rồi. Quá đã không? Êm quá rồi. Êm quá. Êm quá. Ngon quá đồng chí ơi. Vậy gớt hết gớt rồi. Phải gớt kia rồi. Giật cá các bạn ơi. Ai. Ăn cá đây các bạn. Đừng có dãy nữa. Dãy hoài. Dãy hoài à. Để tôi gỡ coi. Đây cá to các bạn ơi, cùng tay à các bạn, quá sáng cá các bạn ơi, cá to đùng luôn, quá đã. Thắm rồi lại các bạn ơi, đồng chí cái này lục nghề, các đồng chí cái này câu cá giật ba cái không lên được cá rồi các bạn ơi.
Ôi ơi đồng chí ơi. Thắm rồi lại các bạn ơi. Có cọng cỏ nó ngon quá, nước nó không chảy được nhiều ngay đó rồi. Đâu mà vuốt. Cá nó chưa, để lên chút hả? Cá các bạn ơi. Lên cá các bạn ơi, lên cá các bạn ơi. Quá. Wow. Lên cá mình ơi, lên cá mình ơi. Lên cá, lên cá. Ôi giời. À, sao cá các bạn ơi. Ồ ồ. Đi xa xa rồi đó. Đó. Quá. Cá bự. Cá quá to rồi, quá to rồi. Vô 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 hùng vô. Vô 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 vô. Vô vô vô. Các bạn ơi. Đây, mới lên được con ở đây các bạn. Ôi ôi vậy, ôi vậy. Quá nằm yên đi. Đây quá xa cá các bạn ơi. Đây cá là bự cầm tay các bạn. Nè ghê không, cá bự không, chà bá luôn, quá đã các bạn ơi. Vô mánh rồi, bên đây câu cá sông trúng mánh này các bạn ơi. Thu cần các bạn ơi. Vô bạn ơi. Vô mới được. Chịu rồi. Trời ơi, nó dính cái gì. Gắt ghế nào các bạn ơi. Thu cần đây đồng chí. Ôi, thu cần 6 giờ rồi. Ơi. Nay mình làm cũng 3 phát mà không dính em nào cho các bạn ơi, buồn quá. Chắc tối nay về nằm khóc quá.